Ừ anh em ơi, bữa nay có anh khách ảnh lúc trước anh mua cái đầu bò phu một của mình, phu một phải không anh? Đầu bò phu một của mình nè anh em. Rồi bữa nay ảnh muốn bán thanh lý lại để anh lên cái đầu hơi, đâu có tiêu đầu hơi đâu rồi. Nè anh em, để anh lên cái đầu hơi mới nè. Đây, đầu hơi mới mới vô cam cò nè, đầu hơi mình bỏ đây cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình bán giùm ảnh nha. Bây giờ mình test cho anh em coi. Mình bao anh em là cam cò bên trong đẹp nha. Đầu nó im cực kỳ, không một tiếng chân rít luôn. Máy đang nổ đó anh em nghe gì không? Không có tiếng chân rít luôn nha anh em. Xúc bắp là mình bao xúc bắp gin, cam cò gin đẹp, khu chợ một của anh em. Nước nhôm đẹp lắm, nước nhôm cực kỳ đẹp luôn. Đầu đầu ET4 anh em ơi, khu 1 2000 nha anh em. Có đầu bò không nha, đầu bò với không có co xăng gì hết nha anh em. Có nghĩa là nguyên cái đầu bò phu một rồi nè. Ba nắp, nắp tròn, nắp bốn lỗ, nắp cánh bướm và nắp xúc bắp trên dưới đầy đủ. Nắp xúc bắp trên dưới là đẹp, không có dấu. Đó, ngoài ra không có gì thêm. Thì cái đầu bò mà đang im nè anh em nghe nè. Mình để sát cho anh em nghe luôn. Không có một tiếng chân rít gì luôn nha anh em. Nẹt nẹt giùm em ơi. Đó, mình bao anh em là cái đầu nổ ganti cực kỳ im, không có tiếng chân rít, không kêu gì luôn. Đó, cam cò là bao đẹp cho anh em. Cái đầu này mình bán cho anh em khu chợ 1, mình bán cho anh em giá là 1 triệu. Mình bán nhanh cho anh em luôn nè. Đầu khu 1 bán cho anh em 1,7 triệu ha. Rồi ở đây anh gửi cho mình nữa nè. Cái mô bin sườn hàng mới, cái này đập hộp thì mình lâu quá mình không có nhớ giá mấy. Giờ mình bán cho anh em này đập hộp nha. Ủa bên sườn của quay Thái 110 hàng mới nha anh em. Cái này ghim lùng 125 xài chung luôn phải không ta? Giống như ghim lùng 125 nha anh em. Đó, thì anh em có thể gắn quen pha giống như mình nè. Anh em có thể mua về gắn như quen pha giống như mình nè. Đối với anh pha thì anh em đi mua bên sườn này thì ganti nó nhuyễn. Đó, là cục này mình bán cho anh em giá 350.000 kẻ. Dây điện sườn này quay Thái 204 nè, thì mình bán cái giá thanh lý lại cho anh em giá 500, anh em lắp quay 110 y chang nha. Dắt kẹn nằm trên nha anh em, chứ không phải nằm dưới nha. Đây nè, hai dắt kẹn nằm trên nè, thấy không, chứ không phải nằm dưới nha. Mình bao anh em lắp vô quay Thái 110 là y chang nha, 500.000 một cộng. Đó, lúc trước ảnh mua của mình là 600 mấy chục ngàn á. Đó, mới 100% nha, quay Thái 204 đây nha anh em, mã KGS nha, 500.000 một cộng. Còn cái này nè, anh em mua lẻ cái nào bán cái đó. Xá xị này nè, đẹp là anh vô ống sẵn hết trơn rồi. Xá xị này là bán cho anh em giá 300. Còn cái bô e này á là 400. Anh rửa sạch đẹp hết rồi, lọc gió mới luôn, 400.000. Còn cái co xăng luôn miếng phíp á là 200, đúng quay Thái bao đẹp nha, trắng phiếu. Đó, còn cái bình xăng con quay A216 này á, anh em nào lấy bán rẻ cho anh em 600.000. Chứ bây giờ nó vô bộ gì thì em cũng quyết bán được, sao nữa. Còn cái đầu bò này là bao đẹp nha, bao êm, không có tiếng chân rít luôn anh em. Có nhưng mà nó rất rất là nhỏ, anh em không quen nghe không có biết đâu. Đó, nó êm vậy đó, mình bán anh em 1,7 triệu. Rồi xong, hết đầu chưa? Hình như nhớ còn cục mô pin nữa phải không ta? Mô pin kim lùng 99 đâu rồi? Cục mô pin kim lùng 99 đẹp lắm mà. Nè, mô pin ghim lùng 99 cắt dây ngắn gắn cho quay Thái 110 nè. Đúng theo xe luôn, bao đẹp luôn. 350.000. Đó. Anh em đi với lửa ghim lùng 99 gì đó có xài hú em. Rồi xong. Nha, nguyên cái này mình quay sẵn trước khi quay sẵn ở đây đi, chừng nào mình rảnh mình có quay video gì mình ghép cho mình đăng chung, chứ có mấy phút đăng mất công ha. Rồi chào anh em nha. Im nha anh em, bao im 1,7 triệu. Cam cò đầy đủ nha, phun chờ 1 đầy 2000. Đó, bây giờ gớt đầu bò xuống, ảnh gáp tại chỗ luôn. Ảnh cũng là thợ nha, cho ảnh gáp luôn.